xin mời các bạn tiếp tục quay trở lại với nhà bóng chuyền nơi trường kèo Bảo Lạc để chứng kiến một trận kèo tiếp theo. Trận kèo tiếp theo vẫn là những người thủ vừa chơi ở xét kèo trước. Ở phía bên trước màn hình tại đội của dây đỏ với năm cầu thủ Minh Khoan vị trí số 1. Wow.
chín mười mấy là đội ăn ngoài mà hồi hộp quá. Chúc mừng các cô đã thi đấu rất thành công.